Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phan Văn Khải, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của đất thép Củ Chi, thành đồng Tổ quốc, đã từ trần lúc 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 năm 2018, tức ngày 1 tháng 2 năm Mậu Tuất tại nhà riêng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức theo nghi thức quốc tang cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm trưởng ban lễ tang. Đồng chí Phan Văn Khải sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thường trú tại số nhà 24 Tú Xương, phường 7, quận 3. Vốn xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, tham gia cách mạng năm 1947, từ cán bộ văn phòng của Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, đồng chí Phan Văn Khải đã kinh qua nhiều lĩnh vực công tác. Trong suốt hơn 70 năm tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp rất to lớn cho đảng, cho dân tộc, và đồng chí mất đi là một tổn thất lớn cho đảng, cho dân tộc, và để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Trong những ngày qua, để tưởng nhớ đồng chí Phan Văn Khải, đã có 2.006 đoàn với 108.000 người, gồm các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong cả nước và các tầng lớp nhân dân, đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước và 237 đoàn đại biểu quốc tế, đã đến viếng và chia buồn với gia quyến đồng chí Phan Văn Khải tại nhà riêng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi và tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây vừa đúng 3 tháng, nhân dịp gần đến ngày sinh nhật của anh Sáu Khải, sinh nhật của anh là ngày 25 tháng 12, thì đúng ngày 18 tháng 12, nhân dịp đồng chí Lê Khả Phiêu vào trong Nam, và đồng chí Lê Khả Phiêu cũng gần cái ngày sinh nhật với đồng chí Phan Văn Khải. Tôi mời đồng chí Lê Khả Phiêu và đồng chí Phan Văn Khải lên nhà tôi và tôi tổ chức sinh nhật sớm cho hai đồng chí lãnh đạo mà tôi rất kính trọng và tôi yêu thương. Hai đồng chí nhận lời, tôi hết sức vui mừng. Khi mà hai anh về nhà tôi đó thì tổ chức sinh nhật rất là đông và cái bữa sinh nhật diễn ra rất là vui. Cái cảm tưởng của đồng chí Phan Văn Khải cũng như đồng chí Lê Khả Phiêu đó cho rằng trước giờ rất nhiều cái sinh nhật nhưng mà cái sinh nhật này nó lạ bởi vì hai đồng chí cùng làm sinh nhật chung và diễn ra ở tại nhà tôi với một cái vùng quê với nhiều anh em, nó đầm ấm, nó chân tình và cái kỷ niệm không bao giờ quên. Tham dự lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và các bộ, ban, ngành trung ương, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi, lực lượng vũ trang, hội cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân. Đọc điếu văn tại lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng ban lễ tang, đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những công lao, đóng góp của đồng chí Phan Văn Khải trong hơn 70 năm tham gia hoạt động cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, là nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, người con ưu tú của quê hương Củ Chi, đất thép anh hùng.
Để tưởng nhớ và tiễn đưa đồng chí Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng, sáng nay tại hội trường Dinh Thống Nhất và dọc hai bên đường nơi đoàn xe chở thi hài của đồng chí Phan Văn Khải từ hội trường Thống Nhất về an táng tại quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đã có hàng nghìn người đứng dọc hai bên đường để tiễn biệt đồng chí Phan Văn Khải, người con ưu tú đất thép Củ Chi thành đồng tổ quốc. Nhiều gia đình lập bàn thờ bên đường tiễn đưa ông về với đất mẹ. Lễ an táng đồng chí Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể tại nhà riêng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 11 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2018. Sau đây là những tình cảm xúc động mà người dân, các em học sinh và bạn bè cùng chiến đấu và công tác dành cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Chúng tôi là những người nghe là kề vai sát cánh với đồng chí Khải những năm tháng nghe là chống Mỹ, cho nên là chúng tôi mà hôm nay đến đây tiễn đưa đồng chí đi là vô cùng xót thương và vô hạn, không thể nào bù đắp được. Tôi cũng là một người con của gốc Củ Chi. Hôm nay tới tiễn đưa đồng chí nguyên là Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi đi lấy làm đau xót khi ra đi một người đồng chí, một người đồng chí cách mạng lão thành. Chúng tôi nguyện đi theo, học tập theo cái con đường của đồng chí và sẽ dạy con cháu mình noi theo cái gương của đồng chí đã suốt trên 60 năm cống hiến cho Đảng, cho nhà nước, cho nhân dân. Các cháu thanh thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh và cả nước cũng dành cho đồng chí Sáu Khải lòng biết ơn sâu sắc. Dạ, hôm nay sau khi tham gia lễ truy điệu của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải thì con thấy rất là xúc động về những cái công lao mà bác đã dành cho đất nước. Con nguyện là ra sức học tập để sau này là đền đáp công ơn và xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn. Hôm nay con rất là may mắn khi được tham dự lễ truy điệu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, và con rất là xúc động trước những cái đóng góp của nguyên Thủ tướng đã cho đất nước. Và con sẽ cố gắng học tập thật giỏi và noi gương Thủ tướng để mai mốt lớn lên xây dựng đất nước. Đồng chí Sáu Khải đi về cõi Vĩnh Hằng, nhưng đồng chí đã để lại tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào, đồng chí. Đó là một con người có tầm tư duy, chiến lược, bản lĩnh và sáng tạo, luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, luôn trăn trở với những bước đi lên của đất nước, những khó khăn của đời sống nhân dân. Trong lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban lễ tang, đã đọc điếu văn tiễn đưa đồng chí Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây là toàn văn của lời điếu. Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, thưa gia quyến đồng chí Phan Văn Khải. Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9, 10, 11, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đảng viên Cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng chủ nghĩa xã hội đã vĩnh biệt chúng ta. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, đồng chí Phan Văn Khải sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1947, khi 14 tuổi, đồng chí tham gia đội thiếu nhi cứu quốc xã. Tháng 7 năm 1959, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng ở quê hương Hóc Môn, Gia Định, đến khi giữ cương vị đứng đầu chính phủ, cuộc đời của đồng chí Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trên các cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trải qua thời gian dài hoạt động cách mạng và đảm nhận nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư của người đảng viên Cộng sản, làm hết sức mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Sống gần gũi, gắn bó với nhân dân, được đồng chí, đồng bào tin cậy, quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng. Trong công tác, đồng chí là một cán bộ lãnh đạo có tầm tư duy chiến lược, bản lĩnh, sáng tạo, tận tụy, luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái. Với 85 tuổi đời, 59 tuổi đảng, đồng chí Phan Văn Khải đã phấn đấu trọn đời mình và có những cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đảng, Nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý như huân chương sao vàng, huy hiệu 55 tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ và chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi theo. Thưa đồng chí Phan Văn Khải, anh Sáu Khải kính mến, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tình cảm sâu sắc, tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt anh, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa anh Sáu Khải, anh ra đi, nhưng hình ảnh và những cống hiến của anh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta mãi mãi in đậm trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Phan Văn Khải lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải, anh Sáu Khải kính mến của chúng ta.